Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Lê Văn Thạch, trực ca an toàn sức khỏe môi trường. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn trang bị dây đeo an toàn toàn thân loại 2 móc và có dây giảm sóc. Loại dây 2 móc cho phép di chuyển khi làm việc trên cao bằng cách móc 2 móc luân phiên vào các điểm neo trên công trình mà không cần sử dụng dây cứu sinh. Đối với loại dây 1 móc, các bạn phải trang bị dây cứu sinh khi di chuyển. Tất cả các dây an toàn trong nhà máy đều được định kỳ kiểm tra mỗi năm một lần. Trước khi sử dụng, các bạn cần kiểm tra hiệu lực trên tem. Và đây là tem kiểm định. Thông thường, những tem kiểm định này được gắn trên móc chữ D ở trên dây. Đối với tem kiểm định, các bạn cần kiểm tra xem dây còn thời gian kiểm định hay không. Trên tem sẽ hiển thị số hiệu của dây, ngày kiểm định và ngày hết hiệu lực. Tuy nhiên, cũng có một số tem chỉ ghi ngày kiểm định. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ cộng 12 tháng vào ngày kiểm định. Kiểm tra các vị trí quan trọng như khoen chữ D, chốt gài. Các khoen. Và móc để đảm bảo không rỉ sét, biến dạng hay không hoạt động được. Kiểm tra các điểm nối giữa các bộ phận của dây. Kiểm tra tình trạng và thông số trên bộ giảm sóc để sử dụng ở độ cao thích hợp. Các bạn đừng quên kiểm tra tem của nhà sản xuất và hai mặt bản dây. Nếu bản dây có lỗ thủng, vết cháy xém hoặc từ mép bản dây bị đứt vào một đoạn từ 2mm trở lên hoặc đường chỉ may bị hư hỏng thì các bạn không được sử dụng dây đó. Đầu tiên, ta tiến hành gài bộ giảm sóc vào dây đai. Các bạn canh cho khoen ngực ở giữa ngực, sau đó khoác dây đai vào. Lưu ý khoen D phải nằm giữa khoảng xương hai bả vai. Điều chỉnh chiều dài của dây cho vừa với thân người. Tiến hành gài dây cố định ở phần đùi. Các bạn lưu ý không để dây bị xoắn hoặc chéo nhau. Sau đó, chúng ta kiểm tra độ khít của dây bằng cách dùng hai hoặc ba ngón tay cho vào khe hở giữa dây và đùi. Nếu ngón tay lọt qua nhưng mu bàn tay bị dây giữ lại là đạt yêu cầu. Bây giờ chúng ta sẽ gài dây cố định ở phần ngực. Các bạn cũng lưu ý không gài dây quá chặt hoặc quá lỏng. Thu gọn các phần thừa của dây. Trong trường hợp các bạn đeo dây từ vị trí cách xa nơi làm việc thì gài móc gọn gàng lại để tránh bị vướng khi di chuyển. Ngồi xuống, đứng lên và cử động xem có được thoải mái không. Thank you.
Đây là công thức dùng chung khi sử dụng dây an toàn có dây giảm sóc. Đối với từng loại dây cụ thể thì các bạn thay các độ dài 2m trên hình bằng độ dài ghi trên dây giảm sóc. Ví dụ, độ dài dây giảm sóc của các bạn đang sử dụng là 1,8m thì thay 2 độ dài 2m trên hình bằng 2 đoạn 1,8m.